Chào mừng quý vị và các bạn đến với blog tin Thi Thi. Hy vọng rằng với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh sẽ là những giây phút thư giãn thoải mái cho tất cả quý vị và các bạn. Bây giờ đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Mất mạng vì bị dây điện rơi trúng khi đang uống cà phê, liệu ai sẽ chịu trách nhiệm? Một trường hợp hy hữu không may xảy đến với một người đàn ông tên H, 60 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 17 tháng 8, thì khi ông H đang ngồi uống cà phê tại một quán vỉa hè nằm trên đường Nguyễn Trọng Tuyển thuộc quận Tân Bình, thì bị dây điện trung thế phía trên đã đứt và rớt trúng người. Bị điện giật, người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Dưới góc nhìn pháp lý, thì luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội nêu quan điểm. Những vụ tai nạn khiến cho người dân thiệt mạng về đường dây tải điện rơi xuống hoặc là vướng phải là không hề ít. Tuy nhiên thì hậu quả và biện pháp xử lý đối với từng vụ sẽ khác nhau tùy thuộc vào tính chất của từng vụ việc. Trước tiên, về trách nhiệm dân sự thì việc bồi thường thiệt hại đối với gia đình nạn nhân trong vụ việc này sẽ thuộc về đơn vị điện lực tại địa phương này, luật sư Cường nói. Trao đổi với phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin thì lãnh đạo của công ty điện lực Tân Bình, thành viên của Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh cũng xác nhận, trên địa bàn đúng là xảy ra sự việc trên. Hiện tại thì đơn vị này đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sau khi xảy ra vụ việc, phía Điện lực Tân Bình đã gấp rút xử lý đường dây để đảm bảo an toàn tại khu vực. Trước mắt thì đơn vị đang phối hợp với người nhà lo hậu sự cho nạn nhân và phối hợp với cơ quan điều tra xử lý vụ việc. Vụ việc cũng được công ty Điện lực Tân Bình báo về tổng công ty. Vị đại diện này cho biết, phía Điện lực thành phố Hồ Chí Minh cam kết là sẽ cùng với cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để trả lời thỏa đáng đến gia đình người bị hại. Đồng thời, tổng công ty chỉ đạo các công ty điện lực đẩy mạnh việc kiểm tra rà soát an toàn hệ thống điện trên địa bàn thành phố, đảm bảo an toàn điện cho đời sống và sinh hoạt người dân. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Quý vị có thể nhấn vào đây để chúng ta xem tiếp những video khác. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hay.